Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thăng cài lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về tìm số bị chia và số chia bé nhất trong phép chia có thương là 26 và số dư là 6. Cái bước đầu tiên để giải quyết bài này thì mình có sơ qua về phép chia để cho các bạn biết phân biệt đâu là số bị chia, đâu là số chia, đâu là thương và đâu là dư. Ok chưa ạ? Thì mình sẽ lấy ví dụ như 5 chia cho 2 thì các bạn sẽ được mấy ạ? 5 que, bạn lấy 5 que. Bước đầu tiên mình cho các bạn hiểu phép chia nha. 5 que chia cho 2 bạn. 5 que thì các bạn chia cho 2 bạn. Khi bắt đầu các bạn chia từng người một que trước, một que, thêm một que. Còn một que này nếu bạn chia cho bạn này thì bạn này không có, mà chia cho bạn này là không có. Nên que này người ta gọi là que dư. Vậy chia cho hai bạn thì mỗi người được bao nhiêu ạ? Được 2 que và dư bao nhiêu ạ? Dư 1. Ok chưa ạ? Đó là phép chia. Thì đây gọi là phép chia. Đây là số bị chia. Đây là số 5, người ta gọi là số bị chia. Số bị chia. Số 2 người ta gọi là số chia. Số 2 này, 5 chia 2 được 2 này người ta gọi là thương. Và cái này người ta gọi là số dư hoặc là dư, số dư. Được chưa ạ? Vậy các bạn nhớ giúp mình, để tìm số bị chia, các bạn phải nhớ công thức muốn tìm số bị chia. Số bị chia, bị chia nè, thì ta lấy thương nhân với số chia cộng với số dư, cộng với số dư. Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư thì các bạn nhớ giúp mình công thức này. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia cộng với số dư. Và tiếp theo các bạn để ý giúp mình số dư và số chia. Đây, số chia là 2, số dư là 1. Vậy nếu phép chia là số bị chia là số 3 đi thì các bạn có thể dư là 1, 2. Phép chia cho 4 đi thì số dư có thể là 1, 2, 3. Vậy số dư với số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia, được chưa ạ? Bạn để giúp mình đó. Vậy tìm số bị chia và số chia bé nhất. Vậy muốn số chia bé nhất thì mình biết rằng số chia luôn lớn hơn số dư, đúng không? Số chia luôn lớn hơn số dư. Vậy nó bé nhất có thể là bao nhiêu ạ? Bé nhất có thể là số mấy ạ? Số dư mình 6. Vậy là bé nhất có thể chính là số 7, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tóm tắt đề trước. Có thương nè. Thương là 26. Dư là bao nhiêu ạ? Dư là 6. Do số bị chia và số chia bé nhất nên số chia của mình là 7. Ok chưa? Tiếp theo các bạn sẽ tìm số bị chia. Thì mình sẽ có công thức bằng gì ạ? Số bị chia là sẽ bằng thương là bao nhiêu ạ? 26 nhân số chia là bao nhiêu ạ? 7 cộng với số dư là bao nhiêu ạ? 6. Ok chưa? Đó, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia cộng số dư. Thì phép nhân các bạn làm trước, sau đó tới phép cộng. Được chưa? Và các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình để mình kiểm tra lại coi bạn nào giải đúng hay giải sai nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.